Chị Lan Anh gồng hết nổi cần xả gấp một căn siêu phẩm nhà đẹp có hồ bơi tại trục đường chính Quang Trung thuộc phường 11 quận Gò Vấp, nằm ngay phía sau của nhà thờ Hạnh Phúc Tây nha quý vị. Một căn nhà đẹp hướng chính là hướng chính bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Với diện tích ngang 5m2, sâu vào 16m, thiết kế trệt lửng 3 lầu, một trệt 4 lầu và có hồ bơi phía trong nhà. Giá gốc thì chị ấy giao tới 11 tỷ, bây giờ giảm xuống 1 tỷ 6, chỉ còn giao bán với giá là 9 tỷ 400 triệu đồng thôi. Một căn nhà xây dựng theo mẫu nhà phố hiện đại, phong cách mở cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp. Giá bán bây giờ chỉ còn 9 tỷ 400 triệu đồng thôi nha. Đường trước nhà là con đường 5m, đường thông bàn cờ rất là đẹp. Và căn nhà mình là căn nhà ngang 5m2, sâu vào tới 16m nha quý vị. Một con đường hẻm xe hơi thông, cũng như là có một căn nhà ngang trên 5m, cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoáng mát. Hướng nhà là hướng chính bắc nha. Thiết kế phong cách mở hiện đại, có đầy đủ bản vẽ thiết kế, sơ đồ đường điện, đầy đủ hết luôn. Mặt tiền thì được trang trí cây xanh rất là nhiều, dưới thì được ốp nhựa. Và chúng ta sẽ có một lớp cổng cực kỳ đẹp luôn. Bên trong thì có khoảng sân 2m, có cửa nhôm xin pha, ngang rộng trên 5, rất là rộng rãi, rất là thoáng nha. Không gian mở cực kỳ đẹp mắt luôn. Giá bán bây giờ chỉ còn 9 tỷ 400 triệu đồng thôi. Những anh chị quý khách hàng nào quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp có hồ bơi này, hãy alo ngay trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem ngay căn nhà đẹp này nhé. Mẫu nhà rất là đẹp. Dưới này sẽ là khu vực gara ô tô và khu vực hồ bơi. Trên lầu 1 sẽ là khu vực tích hợp giữa phòng bếp, phòng khách luôn. Cầu thang toàn bộ ốp gỗ gò đỏ nha, chạy đèn LED, tay vịn của các gò đỏ và kính cường lực dày 10 ly. Một căn nhà thiết kế rất là đẹp, rất là sang trọng, đẳng cấp. Có hồ bơi trong nhà. Đấy, trang trí cực kỳ đẹp, đẳng cấp luôn, full nội thất. Nhà mình là căn nhà phố thông minh, có thể điều khiển điện bằng điện thoại di động. Và anh chị có thể nói để tự động, nó tự động bật được đèn luôn. Với một căn nhà đẹp, đẳng cấp, giá bán chỉ còn 9 tỷ 4 thôi. Anh chị nào muốn mua, muốn sở hữu căn nhà này, hãy alo ngay trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng nhé. Một mẫu nhà vô cùng đẹp, đẳng cấp rồi, chỉ chờ quý vị đến sở hữu thôi. Ngang 5m2, sâu vào 16m, rất là rộng rãi, rất là thoáng mát luôn. Có hồ bơi trong nhà cực kỳ đẹp, chill luôn nha quý vị. Dưới này anh chị đậu xe hơi thoải mái nha. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 1, khu vực không gian phòng master, vừa tích hợp phòng bếp và phòng khách luôn. Sẽ được ốp sàn gỗ cao cấp, nhập khẩu từ Mỹ và tặng tivi 65 inch. Ở đây có máy lạnh hai ngựa luôn, tặng sofa, trên thì có đèn chùm. Không gian bố trí cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoáng mát nha quý vị. Phía ngoài thì có ban công đúc tới 2m, thiết kế lầu 1 full tầng và không gian mở rất là rộng, rất là thoáng luôn. Ở đây thì có thể bố trí là khu vực phòng ăn, phòng bếp và phòng sinh hoạt chung. Do vậy thì căn nhà mình sinh hoạt rất là tiện nghi nha. Đây, ban công đúc tới 2m, trồng dây leo ra rất là xanh, rất là mát. Căn nhà giá bán bây giờ thì giao có 9 tỷ 4 thôi. Chủ nhà đã giảm tới 1 tỷ 6 rồi. Đấy, với một căn nhà đẹp, ngang rộng, rất là thoáng mát này. Anh chị cô chú nào nếu mà quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp này, chúng ta hãy trực tiếp gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube của bên em để theo dõi những video mới. Cầu thang thì đúc rộng tới 90, ốp gò đỏ hết luôn nha quý vị. Vật liệu thì sử dụng toàn bộ là vật liệu mới nhập khẩu từ châu Âu. Một căn nhà rất là đẹp, rất đẳng cấp. Giá bán bây giờ chỉ còn 9 tỷ 400 triệu. Anh chị nào thích cái mẫu nhà này thì hãy alo ngay nhé. Một căn nhà phố thông minh, có hồ bơi trong nhà. Thiết kế thì vô cùng đẹp, sang trọng, đẳng cấp. Giá rẻ, nằm ngay nhà thờ, ngay sau nhà thờ Hạnh Phúc Tây, phường 11 Gò Vấp, thuộc trục đường Quang Trung nha. Bên này là không gian phòng bếp thì sẽ được tặng bàn ăn 6 ghế, tủ bếp của An Cường, có bếp điện từ, máy hút mùi và cửa sổ ra phía ngoài. Không gian mở rất là thoáng mát luôn.
Anh chị đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube. Và nếu mà thích căn nhà này thì chúng ta hãy thả like ủng hộ em. Có nhận xét hoặc thắc mắc gì về căn nhà phố thông minh này, chúng ta hãy bình luận xuống dưới video nhé. Một căn nhà rất chi là đẹp, rất chi là sang trọng, đẳng cấp. Và giá thì cực kỳ êm. Giá bán bây giờ chỉ có 9 tỷ 400 triệu. Nói là rất là thơm luôn nha quý vị. Lầu 1 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ rất là rộng. Nhà mình thì được thiết kế 4 phòng ngủ, 5 toilet, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Phòng ngủ rất là rộng, có ban công đúc kỳ rộng luôn nha. Và cửa kính ở phía ngoài rất là sáng luôn. Bố trí giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Dưới thì ốp sàn gỗ nha. Đây, căn nhà phố hiện đại vô cùng đẹp, sang trọng, đẳng cấp luôn. Giá bán thì cực kỳ êm, quá là rẻ luôn nha quý vị. Toilet thì có gương led này, lavabo rửa mặt, bồn cầu khối, bồn tắm nằm, gạch ốp cao lên đụng trần. Có vỏ quạt hút mùi luôn. Di chuyển về phía sau là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 đường sau này thì anh chị cũng đã được bố trí giường đệm, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ hết nha. Toilet và vách tắm kính đứng nha. Có cửa sổ ra giếng trời. Căn nhà làm rất là đẹp, rất là sang luôn. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2. Toàn bộ cầu thang thì ốp gò đỏ nha quý vị. Lầu 2 của chúng ta thì cũng đã được bố trí hai phòng ngủ full. Và đặc biệt thì ban công đúc rộng hơn, ban công mở rộng ra tầm 3 mét cho anh chị ra ngồi uống cà phê, uống trà. Và chủ nhà cũng trồng rất là nhiều cây cối, cực kỳ xanh mát phía ngoài này. Chủ nhà rất là siêng tới cây, do vậy cây nhà này cực kỳ xanh luôn nha quý vị. Cái phát tài núi ra rất là lớn luôn, dây leo, dàn dây leo ra cực kỳ đẹp. Màu vật liệu mới rất là sang nha mọi người. Chỉ chờ quý vị đến mua thôi. Đây, căn nhà rất đẳng cấp, rất xịn sò. Toilet ở trong này thì có làm một cái khu vực phòng thay đồ. Toilet được đặt nằm phía bên đây nha. Nhà thì có đầy đủ bản vẽ thiết kế, sơ đồ đường điện, bản vẽ hoàn công nha. Căn nhà này do kiến trúc sư thiết kế, đầy đủ bản vẽ thiết kế luôn. Phòng số 2 thì cũng rộng rãi, toilet giống như phòng bên dưới thôi, 4 phòng nha. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sân thượng sau. Đây phòng thờ này, ốp sàn gỗ luôn nha mọi người. Sân thượng trước thì rất là rộng. Trồng cây cực kỳ nhiều, với một căn nhà phố hiện đại, trang trí màu mới, không chậm đụng hàng. Màu này rất là đẹp nha. Giá bán chỉ còn 9 tỷ 400 triệu thôi. Sân thượng sau cũng đã được trồng quá là nhiều cây cối trong này. Rất đẹp, rất sang luôn. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Video của em Hưng thì quay vậy thôi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị, cô chú ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.